Hôm nay mình sẽ tìm hiểu cách chọn thức ăn theo đèo giao thông. Món salad thường được coi như là những món ăn lành mạnh, nhưng không hẳn vậy vì ăn không đúng cách, món salad sẽ không giảm cân. Có món salad sẽ tăng insulin lên làm bạn bị mập. Có món thì không. Cách tốt nhất là phải biết cách chọn cái gì trong salad dựa theo đèn giao thông. Trước tiên hết, bạn phải biết phân biệt ra những thức ăn nào thuộc đèn đỏ, đèn vàng hoặc đèn xanh. Ví dụ như một đĩa salad trước mặt của bạn. Bạn thấy có salad, có bắp tím, cà rốt và dưa leo. Tất cả những thức ăn đó thuộc vào nhóm rau xanh. Bạn cũng thấy thịt gà thuộc vào nhóm chất đạm protein. Bạn cũng thấy lác đác những mẫu bánh mì khô. Bánh mì khô làm từ tinh bột, cho nên nó thuộc vào nhóm tinh bột. Bạn cũng thấy có nước giấm salad chua ngọt. Nó thuộc vào nhóm đồ ngọt vì nó có rất nhiều chất đường. Kế tiếp, bạn thấy cái trái nam Việt quất khô, nó thuộc vào nhóm trái cây. Có thấy phô mai thuộc vào nhóm sữa. Và sau cùng, thấy lác đác những hột đậu giòn tan. Sau khi bạn phân loại những thức ăn trong salad ra từng nhóm, bạn sẽ hỏi những nhóm thức ăn này thuộc vào hệ đèn màu gì. Bởi vì biết nếu chúng thuộc về hệ đèn màu đỏ, màu xanh hoặc màu vàng, bạn sẽ biết nó có tăng chất insulin lên hay không. Việc đầu tiên là bạn phải tránh tuyệt đối không ăn những thức ăn trong hệ đèn đỏ như đồ ngọt, ngũ cốc và rau củ. Vì những thức ăn đó sẽ tăng chất insulin lên và chỉ lỡ cắn một miếng thôi thì insulin sẽ tăng vụt lên. Xin nhớ rằng khi insulin tăng lên cao, cơ thể sẽ tạo ra mỡ và chúng ta phải mất đến 3 tuần lễ mới giảm insulin xuống trở lại. Vậy trong dĩa salad này, bạn thấy những gì trong nhóm đèn đỏ? Trước nhất là bạn thấy rau củ. Tất cả rau xanh đều trong nhóm đèn xanh, nhưng tuyệt đối phải tránh 4 loại rau củ. Khoai, ngô, cà rốt, củ cải trong nhóm đèn đỏ. Xin bạn hãy đọc câu thần chú này cho dễ nhớ. Nhớ rằng 4 món khoai, ngô, cà rốt, củ cải ăn vô mập phì. Khi bạn thấy rau cỏ thì phải đọc câu thần chú này. Nhớ rằng 4 món khoai, ngô, cà rốt, củ cải ăn vô mập phì và phải tuyệt đối tránh 4 thứ đó. Ví dụ như trong dĩa salad này, bạn thấy ngô và cà rốt, bạn phải lấy nó ra. Để qua một bên không được ăn, tất cả món rau cỏ khác đều được ăn ngoại trừ khoai, ngô, cà rốt, củ cải. Ngoài rau củ ra, bạn còn thấy món gì trong đèn đỏ nữa? Tinh bột. Bánh mì khô là tinh bột, cho nên bạn cũng phải lấy nó ra một bên, không được ăn. Và sau cùng là nước giấm chua ngọt, nó cũng thuộc vào nhóm đồ ngọt của hệ đèn đỏ. Nước chấm và nước giấm salad, nếu có ít đường thì nó thuộc vào hệ đèn vàng. Và nếu có ăn thì dùng nước chấm bên ngoài, không được chan vô salad. Bạn nên chọn nước chấm salad ít đường như balsamic hoặc nước giấm Italian dressing đồ Ý. Ngoài ra trong dĩa salad cũng có trái cây, đó chính là trái nam Việt quất khô. Trái nam Việt quất khô là một trong những loại berry còn được gọi là quả mọng. Xin nên nhớ rằng tất cả trái cây trong đèn vàng phải được ăn tươi. Trái cây được sấy khô hoặc đóng hộp, ngay cả nho, táo, cam mọng cũng không được ăn vì nó có rất nhiều chất đường. Xin quý vị lưu ý rằng tất cả trái cây đều không được ăn ngoại trừ 4 thứ nho, táo, cam mọng trong đèn vàng và chỉ được ăn một quả hoặc bằng một nắm tay mà thôi. Câu thần chú thứ hai quý vị cũng nên nhớ là nho, táo, cam mọng đèn vàng, ăn hơn một quả thì nàng lên cân. Bạn cũng thấy format làm từ chất sữa trong hệ đèn vàng. Khi nào thì bạn được ăn chất sữa? Chỉ lúc bữa ăn sáng. Không nên ăn vào buổi trưa hoặc buổi tối, cho nên bạn cũng phải bỏ format đi. Cuối cùng là hạt. Hạt thuộc hệ đèn vàng. Nhưng khi nào thì bạn được ăn hạt? Bữa ăn giảm buổi chiều, lúc khoảng 3-4 giờ chiều. Bạn nên nhớ rằng tất cả các món ăn trong hệ đèn vàng là thận trọng. Bởi vì nếu ăn nhiều hơn một nắm tay thì insulin sẽ tăng vụt lên. Thì công già chàng, cho nên mình chỉ được ăn uống sữa vào lúc bữa ăn sáng. Trái cây thì được ăn vào bữa ăn dặm sáng, khoảng 10-11 giờ sáng. Và ăn hạt thì ăn vào bữa ăn dặm buổi chiều. Bởi vì ăn tô salad này vào buổi ăn trưa, cho nên hạt không được ăn, trái cây không được ăn và format cũng không được ăn. Nhìn vào dĩa salad, bạn cũng có thấy rất nhiều rau xanh.
Tất cả rau xanh như rau xà lách, rau cải, rau muống, rau húng, rau thơm, giá cải xanh, hành ngò, broccoli, vân vân đều được ăn thoải mái. Muốn ăn bao nhiêu cũng được, 5-6 dĩa cũng được. Và nếu bạn đi ăn buffet với món tự chọn, thì cứ tự nhiên ăn thoải mái. Thịt gà cũng nằm trong dĩa salad. Thịt gà là chất đạm, protein, nó nằm trong hệ đèn xanh. Xin nhắc lại là tất cả các món hệ đèn xanh bạn có thể ăn bao nhiêu cũng được và ăn bất cứ lúc nào, sáng, trưa, chiều, tối. Ăn thoải mái. Và đặc biệt là bữa ăn trưa và bữa ăn tối, bạn phải ăn ít nhất là một phần, khoảng một nắm tay. Xin ghi nhớ là bạn phải ăn ít nhất là một nắm tay. Nếu ăn ít quá thì sẽ bị đói. Nhất là khi ăn thịt gà, bạn nên ăn một nắm tay rưỡi khoảng từng này. Còn không thì bạn sẽ bị đói khùng luôn. Với những thứ ăn trong hệ đèn xanh, bạn nên ăn rau trước, xong rồi mới ăn chất đạm, thịt gà, cá, heo. Bởi vì khi ăn rau trước, bạn sẽ mau no hơn là ăn chất đạm trước. Tóm lại, vì đầu tiên, trước khi ăn bất cứ món gì, kể cả món ăn lành mạnh như salad, bạn phải phân tích thức ăn nào nằm trong hệ đèn nào. Và nó phải là đồ ngọt trong đèn đỏ không? Rau xanh trong đèn xanh không? Trái cây trong đèn vàng không? Sữa hoặc hạt trong đèn vàng? Và có phải là chất đạm trong đèn xanh? Vân vân. Vì bạn muốn biết món ăn nào trong hệ đèn nào, bạn sẽ biết mình không được ăn. Bạn sẽ ăn trong một cách thận trọng hoặc là được ăn thoải mái. Bạn có thể ăn tất cả các món ăn trong hệ đèn xanh bao nhiêu cũng được. Và bất cứ lúc nào, vì nó sẽ giảm lượng insulin xuống. Khi insulin giảm, cơ thể đốt mỡ. Hãy tránh những thứ ăn trong đèn đỏ như đồ ngọt, nước ngọt, bia, cơm, bánh mì, bánh phở, bánh cuốn, kẹo, bánh tráng miệng, vì nó sẽ tăng lượng insulin lên. Khi insulin tăng, cơ thể tạo ra mỡ. Và sau cùng là đèn vàng, bạn phải hết sức thận trọng. Bạn được ăn nhưng chỉ được ăn một phần hoặc một nắm tay mà thôi, và chỉ được ăn vào những giờ được chỉ định. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú, cùng với bác sĩ Charlie Nguyễn Song Tuấn Tú, tác giả của cuốn sách The Insulin Program và của chương trình Ăn Thiên. Xin mời quý vị đón xem phần tiếp.